giống cầu Mỹ Thuận. Hôm nay ngày 14 tháng 1 2023, nhằm ngày 23 tháng 12 2022. Hôm nay cúng ông Táo, đưa ông Táo về chầu trời nha mọi người. Ở quan cảnh con sống mình, hẻm 118 trên 63 Bạch Đằng, phường 24 Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Thì cái nhà mình cúng nha mọi người, đó cái nhà mình cúng, nhà mình cúng bên này cái gấp này cái đó. Quan cảnh nhà mình nha, cái sân cửa nhà mình. Bông hoa mình nhờ ba mẹ mình trồng. Sớm đèn đèn cũng không táo người ta vừa chụp rồi nha. Thank you.
là bấm nhà chuẩn bị đốt nha. À, kỹ ngon giáo về cầu trời. Ai à, bấm vừa bấm quay bấm mấy vừa quay vừa chụp nè nè. Bấm trái. Sự tốt luôn hả? À? Sao ngơ ngại không quấy mà? Thấy cái kia nó bao lì xì quên ta mở ra. Không biết phân biệt cái gì. Cái đàn quậy. Cái tàu cũng không táo vô luôn. Chụp đi.